Chào mừng quý cô chú anh chị, quý khách hàng đã đến với kênh Nhà Vườn Giá Rẻ Miền Tây nhé. Và ngày hôm nay thì em đang có mặt tại khu vực Bến Lức của Long An để quay một căn nhà vườn do chính chủ gửi bán. Tổng diện tích là 776m2, với căn nhà vườn của mình là sổ hồng riêng. Và hiện nay với mức giá mà chủ đang kêu là 3,6 tỷ, nhà vườn của mình với diện tích siêu to rộng, đường ô tô. Và đặc biệt mình thiết kế bên trong thì em thấy có một cái hồ cá coi và một cái chòi nhỏ nhỏ xinh xinh để mình ngắm ao cá, và có một chiếc xuồng ba lá cũng rất là khá đẹp. Và xung quanh ở đây thì em phát hiện được rất là nhiều vườn cây ăn trái. Và nhà vườn ở đây thì em cũng có thấy là gia chủ có làm cho mình một cái hệ thống tưới nước của chú anh chị. Rất là nhiều vườn cây ăn trái mà từ Sài Gòn, ví dụ như cuối tuần mình đi làm mệt mỏi, mình chỉ cần về nhà nghỉ dưỡng thì đây có lẽ là một căn nhà vườn tuyệt vời nhất hiện nay. Và con đường đi đến căn nhà vườn của mình thì từ chợ Bình Chánh, quốc lộ 1A thẳng tiến xuống Bến Lức, ấp 4, xã Tân Nhật, các cô chú anh chị. Thì trên đường đi của mình này, thứ nhất là đường to bự, đường ô tô mà, đến tận nhà. Và mình muốn đến được cái căn nhà vườn này thì em có đi ngang cái vườn thanh long. Thì cái vườn thanh long này là hai bên trồng vườn thanh long khoảng tầm vài trăm mét. Đó, hai bên toàn là thanh long không à. Nhưng mà được cái là nó vui. Mình về miền Tây mình sẽ có được một căn nhà vườn để mình nghỉ dưỡng. Và mình sẽ nhìn thấy được cái thanh long người ta trồng kỹ thuật như thế nào. Cũng rất là khá là vui và nhộn nhịp luôn. Thì để em dẫn quý cô chú anh chị mình cùng em tham quan căn nhà vườn này. Và mức giá sẽ được thương lượng với chính chủ. Cô chú anh chị mình thích thì mình có thể thương lượng với chính chủ và hẹn em xem nhà. Và bây giờ em sẽ quay ra mặt diện bên ngoài để mà mình xem á. Thì nhà vườn của mình thì sẽ có một cái căn nhà thiết kế kiểu ba gian, có một cái sân đậu ô tô và có một cái cổng thiết kế kiểu hiện đại có bằng đầu mót nên cô chú anh chị. Cổng này ta nói là chỉ đứng ở bên trong mà bấm ra thôi đó. Và đường trước nhà của mình thì hiện tại là đường đổ đá xanh. Và ở đây là đường ô tô nè, cách chỉ có đúng có 10 mét thôi là mình sẽ ra mặt tiền đường đan. Xung quanh ở đây á thì em thấy là nhà dân rất là nhiều luôn. Đây là đúng chất miền Tây, nhưng mà mình ở đây là Bến Lức, Long An, ấp 4, xã Tân Nhật, cô chú anh chị. Nếu mà cách ở Bình Chánh là khoảng tầm mà đâu đó là 60 phút nha. Cách Bình Chánh, Sài Gòn là 60 phút. Thì đây là mặt tiền đường đan. Đường xe tải, đường thông luôn, đi là mình đi ra quốc lộ 1A. Và căn nhà của chúng ta sẽ là đường hẻm. Đường hẻm như thế này là đường đang đổ đá. Đó thì bên em cũng đã quay chi tiết cho cô chú anh chị mình cùng xem. Về vị trí xung quanh ở đây thì nhà dân cũng khá là nhiều. Mà dưới đây thì toàn là nhà vườn không à. Ở đây nè, rau muống nè. Rau muống trắng nè, mình hái ra mình xào tỏi nè ha. Mình nhà vườn thì cái gì cũng là của vườn hết, như là cây trái nè, chăn nuôi nè. Rồi mình về mình câu cá, mình bắt cá lên là mình làm mình ăn thôi. Mình trồng rau nè, với căn nhà vườn này sẽ là lý tưởng á cô chú anh chị ơi. Với mức giá mà ban đầu em đã báo giá công khai trên video, cô chú anh chị xem thấy ưng thích thì mình hẹn em xem nha. Với một căn nhà ngói cực kỳ mát luôn, cây cối thì xanh mướt và tùm luôn. Bên hông đây thì có nuôi vịt, nuôi gà từ lưa hết trơn nè cô chú anh chị. Giải trí cuối tuần mình về đây mình sẽ trải nghiệm một cái căn nhà vườn thật là lý tưởng. Có một cái bàn ghế đá nè, và chúng ta sẽ có một cái sân để mình đậu ô tô, và có luôn là một cái nhà căn nhà ba gian. Bên trong đó thì sẽ có một cái nhà vệ sinh và một phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp. Xung quanh ở đây thì em thấy gia chủ có trồng kiểng rất là nhiều. Cô chú anh chị về mình có thể là tái chế lại ha. Với căn nhà này là để xây dựng, để nghỉ dưỡng, để ở cuối tuần lâu đó về một lần. Thì căn nhà của chúng ta là có một cái hồ cá coi. Đó, em đi một vòng sau đó em sẽ vào bên trong căn nhà cho cô chú anh chị mình cùng xem. Hồ cá coi đây thì em thấy nuôi rất là nhiều cá. Đây, cá nước chảy róc rách. Rất là vui cô chú anh chị ha. Đó, nhìn căn nhà vườn rất là tuyệt đẹp. Bên ngoài bên kia thì vườn cây. Một chút xíu nữa em sẽ ra tiếp tục ở bên ngoài vườn cây ăn trái. Có một cái chòi kia là rất là chiêu, lý tưởng. Bên đây thì em thấy có một cái nhà kho nè cô chú anh chị ơi.
và một cái nhà vệ sinh. Tính ra căn nhà của mình sẽ có hai nhà vệ sinh lận á cô chú anh chị. Và bên đây có nguyên một cái dàn hệ thống tưới nè, tưới tự động luôn nè hả, bước vô bên trong căn nhà của chúng ta nè, cô chú anh chị sẽ tham quan được một căn nhà ba ghe gian xây dựng bằng ngói không à, rất là mát luôn, để mình về đây nghỉ dưỡng cuối tuần giải chết. Đây là không gian bếp của mình nè ha cô chú anh chị ha. Và căn nhà của chúng ta sẽ là thiết kế không gian phòng khách karaoke nè, đó nhậu nhẹt nè, nhà vệ sinh nè đó cô chú anh chị ha. Cái căn nhà vệ sinh em nói cô chú anh chị đừng cười, hồi nãy bước vô căn nhà em thấy căn nhà nó bự, em tưởng đâu cái phòng ngủ, trời ơi căn nhà vệ sinh nó rộng rãi như thế này, cái gì đâu mà chủ nói đó là cái nhà vệ sinh của mình á. Đúng là ở dưới quê mà đất rộng á, mình xây dựng cái gì cũng to cũng bự hết trơn ha cả nhà mình ha. Đây ở đây căn nhà của mình thì đi vòng qua nè hả, mình có nhiều cái góc chiêu nè, ví dụ mình chụp hình nè đó, mình về đây giải trí đúng là đông vui ha. Con đường mòn đi ra bên hông, lối đi hông nè cô chú anh chị đó, cái không gian nè, phòng ngủ của mình cũng rất là sáng nè hả, đẹp lung linh về cái kiểu thiết kế xưa, căn nhà thiết kế kiểu xưa chụp hình cưới rồi ta nói lãng mạn vô cùng. Đây những căn nhà mà ngày xưa là như thế này nè cô chú anh chị, nhưng mà nhìn thấy rất là thích, với cái mức giá này thì phù hợp và rẻ đó. Bây giờ mình sẽ đi xuống bên ngoài ha đó, mình sẽ tham quan cái vườn cây ăn trái và có cái chòi ở phía sau rồi cô chú anh chị mình ơi. Thì em thấy cái chòi này rất là chiêu đẹp lắm luôn, với một cái chòi ngói em thấy có luôn những cái xuồng ba lá nè ha đó, rất là nhiều cây ở đây, chủ trồng cây nhãn nè quá trời cây luôn ha. Mình thấy nguyên một cái hệ thống tưới luôn nè cô chú anh chị, nên mình không cần phải tưới, mà trời mưa này thì nó mưa ướt hết rồi, cây nó cũng bắt lên tốt rồi. Ngoài kia đất của mình là bao bọc bởi cái hàng rào hết luôn nè, trồng mận, trồng dừa. Mới mốt cô chú anh chị mua cái căn này về mình chỉ cần chờ thu hoạch thôi. Rồi ở đây các chiếc xuồng ba lá nè, trời ơi quá trời cá luôn cô chú anh chị thấy không, cá sặc nè đó, nhìn thấy đúng là miền Tây mà nhìn thấy là nhớ lại cái thời còn nhỏ thời Bến Tre. Ở đây có cái chòi rất là tuyệt vời đó. Thì cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị, quý khách hàng nãy giờ đã xem hết video với căn nhà vườn siêu to siêu bự mà độc lạ mát mẻ miền Tây. Nếu cô chú anh chị quan tâm, thiện chí hãy liên kết với em gái miền Tây để được xem nhà trực tiếp với một cái mức giá thương lượng trực tiếp chính chủ nha cô chú anh chị mình ha. Chúc quý cô chú anh chị một ngày mới thật nhiều vui tươi hạnh phúc, và xem video nhớ like chia sẻ để cho em một cái like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Bất Động Sản Em Gái Miền Tây nha.